Hello. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một bài viết được mang tên Tiết kiệm được tiền mới là đỉnh cao của kỷ luật tự giác. Tiết kiệm tiền càng sớm càng tốt. Bạn kiếm được 5 triệu không đủ tiêu, bạn kiếm được 10 triệu cũng vẫn không đủ tiêu. Vì vậy, thay vì ngồi đợi tới khi kiếm được nhiều tiền sẽ tiết kiệm, chi bằng hãy bắt đầu từ bây giờ. Kiếm được ít cách ít, kiếm được nhiều cách nhiều. Mỗi tháng lấy ra ít nhất 10% thu nhập cắt đi tiết kiệm. Dù cho những trường hợp bất cấp bách coi như không có khoản tiền này, sau 10 năm bạn sẽ phát hiện ra mình có một số tiền kha khá. Lúc đó bạn có thể chia nhỏ ra để làm việc mình muốn. Người có thể tiết kiệm được tiền đều là cao thủ, vì họ không có ý định tận hưởng niềm vui nhất thời, nên họ có thể nhẫn nhịn lâu dài. Mấu chốt ở đây đó là bạn muốn sảng khoái nhất thời hay là chiến thắng cả đời. Tất nhiên ở đây không có đúng hay sai, mình cũng không muốn dùng quan điểm của bản thân để trói buộc các bạn. Quan trọng là sự lựa chọn của các bạn. Chỉ trông vào việc kiếm tiền sẽ không thể giàu có được. Muốn kiếm tiền để giàu có, điều này không sai. Nhưng đã ai nói với bạn rằng chỉ dựa vào kiếm tiền sẽ chẳng thể giàu có được? Bạn còn cần phải tiết kiệm tiền một cách hợp lý mới có thể trở nên giàu có. Về mặt bản chất thì tài sản không nằm ở việc lương của bạn tăng bao nhiêu, mà nằm ở việc bạn giữ lại được cho mình bao nhiêu. Nếu không thực sự cần thiết, hạn chế đến mức có thể việc vay tiền. Vay tiền ở một góc độ nào đó sẽ là động lực cho bạn làm việc kiếm tiền, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Nếu không thực sự cần thiết, hãy hạn chế tuyệt đối việc vay tiền, bởi lẽ bên cạnh động lực, nó còn mang đến cho bạn những áp lực, đặc biệt là các khoản vay ăn lãi, dù lãi nhiều hay ít. Có thể không tiêu thì tuyệt đối đừng tiêu. Bất kể khoản chi tiêu nhỏ nào cũng đều sẽ biến thành khổng lồ sau 365 ngày. Vốn dĩ cho rằng với thu nhập của mình, mỗi ngày tiêu 40 đến 50 nghìn cho một cốc cà phê hay ly coffee là chuyện bình thường. Nhưng sau khi khởi nghiệp, tư tưởng của tôi đã thay đổi, cảm thấy phần chi tiêu này quá lãng phí. Chỉ uống ly cà phê thôi mà một năm tính ra cũng mất tới 1,5 triệu. Dẫu sao thì bất kể một khoản chi tiêu nhỏ bé nào cũng đều sẽ trở nên khổng lồ sau 365 ngày. Luôn luôn ghi nhớ nguyên tắc tiết kiệm tiền không được phép vượt quá dự toán. Bất kể các nhà tư vấn, nhân viên kinh doanh có nhiệt tình tới đâu, chỉ cần mức giá vượt qua ngân sách dự toán của bạn, vậy thì chốt lại cũng chỉ có hai chữ: không mua. Thay vì ăn uống chơi bời, chỉ bằng mua hai quyển sách, đi học vài lớp học. Ngay cả khi mua phải một cuốn sách chán òn, một lớp chẳng ra vào đâu, chỉ cần có một câu nói chuyện cảm hứng thôi thì đó vẫn là điều tốt. Bước lùi lại 10.000 bước, đọc sách, nghe giảng vẫn tốt hơn nhiều so với việc ăn uống, chơi bời linh tinh. Phần lớn mọi người không biết rằng có một giới hạn trên cho tổng thu nhập cả đời của họ. Đứng từ góc độ này mà suy nghĩ, vấn đề tiết kiệm tiền sẽ từ tháng này tiêu hết rồi, có còn tháng sau. Thành ra cả đời chỉ có không đồng.
tiêu một đồng, bớt đi mất một đồng. Nếu nhìn vấn đề từ một góc độ khác, bạn sẽ phát hiện ra bản thân thực tế đang ăn chơi vào lượng dự trữ của chính mình, và sớm muộn gì cũng ăn sạch nốt nhẫn mà thôi. Đừng tiêu tiền để có được niềm vui, hãy tiết kiệm tiền để có được niềm vui. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ, và mình rất mong rằng các bạn hãy bấm like, comment và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất được chia sẻ từ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.